Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng UI Slider. Đây là slider, bạn kéo thả vào chính giữa màn hình. UI Slider thì các bạn nhớ là các bạn phải xác định cái vị trí min của nó và vị trí max của nó. Ở đây max của nó mình sử dụng là 100 và min là 17. Các bạn kéo chỉnh ra, mình kéo chỉnh màn hình ra một tí cho nó fix vừa màn hình xong. Cái vị trí current mặc định của nó là 17 nha các bạn. Rồi để hướng dẫn cái ví dụ này thì mình muốn sử dụng cái label, và khi mình kéo cái vị trí label thì cái kích thước, cái size của phông chữ của cái label nó sẽ thay đổi theo. Kéo ở đây một cái label. Rồi. Tăng kích thước nó lên một tí. Mình chỉnh cho cái vị trí cái chữ này nó là ở chính giữa màn hình và đặt tên của nó là switch.com. Rồi. Để viết code thì mình tách đôi màn hình ra. Mình ẩn cái phổi bên phải đi. Mình tạo khoảng trống một tí để cho nó dễ code. Thì mình muốn lấy cái giá trị của cái UI slider đòi hỏi thì mình lấy muốn lấy giá trị thì mình gắn muốn cài đặt nó là outlet và mình đặt nó là slider. Cái label mình muốn tăng cái thứ label mình phải gắn cái chữ mặc định của nó label vô. Rồi. Action của cái slider mình chọn là action. Action cái value change cái là giá trị thay đổi, tức là kéo qua kéo lại giá trị thay đổi. Thì mình cũng ghi là slider click. Ok. Rồi. Để mà lấy giá trị của slider mình tạo một cái biến như là let number. Rồi mình gán giá trị mặc định của nó vô float của cái phông luôn nha. Mình lấy cái label.font bằng UI font cái tên này, nhưng mà cái giá trị này, cái giá trị của cái slider mình gõ vô là mình ép kiểu của nó là về float slider.value. Ok, bởi vì cái kiểu phông chữ nó sẽ là cái kiểu float nên mình nhớ gán giá trị là float. Ở đây mình chọn cái phông chữ là vanillite. Ok, chạy chương trình. Kéo giá trị đó, cái giá trị text của mình nó sẽ phóng to thu nhỏ dựa vào slider này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn nhớ vào website của mình và click subscribe về cái channel của mình để nhận được nhiều video hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. No, no, honey, I'm good. I can have another, but I probably should not.